roll down my window pane. Xin chào tất cả các vị độc giả của Thế Giới Văn Hóa. Thì hiện tại thì SC đang đứng tại thảm đỏ của chương trình Bước Ngang Hàng Vũ VIP Dance 2016. Thật ra thì SC đang rất là hồi hộp bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình rồi. Và SC chỉ chuẩn bị tinh thần của mình là vui chơi thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ SC cảm thấy rất là hồi hộp, bởi vì có quá nhiều người ủng hộ và yêu thương SC. Cho nên là SC đang muốn là mình phải hết mình hết sức để đạt được kết quả tốt nhất, để cho mọi người không phải buồn. Thì gần đây thì SC có bị chấn thương, nhưng mà SC nghĩ rằng là SC đã xem nó như là một cái phần của cơ thể mình rồi. Và bây giờ SC sẽ cố gắng hết mình để có được một tác phẩm, cũng như là những tác phẩm tuyệt vời nhất để gửi đến cho khán giả, cũng như là gửi đến những người yêu thương SC, như cũng như là Viara. Say hi. Và mọi người cũng đừng quên bình chọn cho SC với mã số 11 gửi 7357 nha. Thật ra thì SC hoàn toàn tin tưởng vào cái sự chiến thắng của mình, bởi vì đây là một quãng đường quá dài. Và cái sự chiến thắng ở đây á, SC nói là SC đã chiến thắng được bản thân mình, cũng như là SC đã chiến thắng được bởi vì SC đã nhận được rất là nhiều sự yêu thương của khán giả, cũng như là các anh chị em nghệ sĩ đã ủng hộ cho SC. Và SC nghĩ rằng đây là một cái chiến thắng rất là lớn và rất là vẻ vang của SC rồi. Và tối nay dù kết quả có như thế nào, SC có trở thành nam vương khiêu vũ đầu tiên hay là ông hoàng khiêu vũ đầu tiên của chương trình Bước Ngang Hàng Vũ hay không, SC nghĩ rằng nó cũng rất là vui, nhưng mà nó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì mình đã chiến thắng bản thân mình rồi. Và SC đã có Viara ở cái bên để hỗ trợ cho SC rất nhiều. Và nhân đây SC cũng muốn cảm ơn Viara. Thank you. Tôi rất đẹp và bận chân cho tới 11. Mời mập. Come with me.